Lời Chúa. Thứ tư sau Chủ nhật thứ 13 thường niên, ngày 30 tháng 6, 2021. Từ bình minh, hãy ca tụng Chúa. Từ hoàng hôn, hãy ca tụng Chúa. Đêm về trăng thanh buôn tinh tô sáng long lanh, nào hãy ca tụng Chúa. Lời Chúa. Thứ tư sau Chủ nhật thứ 13 thường niên, ngày 30 tháng 6, 2021. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 6. Tháng 6 trời mưa không dứt. Tháng 6 tháng trái tim. Tháng 6 tháng của những ngày nghỉ, nghỉ hè. Tháng 6 tháng của trái cây. Nhưng rất tiếc, đang trong Covid, các chợ đều bị phong tỏa. Tội nghiệp nhất là những nhà vườn. Tháng này là để họ có thể ăn cả năm, trồng tất cả để mong vào mùa này. Nhưng mà bây giờ không bán cho ai được. Không bán cho ai được. Người mua muốn mua cũng không biết đi mua ở đâu. Người bán thì cũng không biết bán ở chỗ nào. Các chợ thì đều bị phong tỏa. Cho nên ảnh hưởng của Covid trên đời sống của người dân, nhất là dân nghèo, dân miền quê, nặng nề lắm thưa anh chị em. Rau quả, tất cả những thứ họ đều phải bán hàng ngày. Mà bây giờ không có chợ, rồi phương tiện giao thông bị hạn chế tối đa, vận chuyển vì sợ lây nhiễm, thì họ sống như thế nào đây? Đó là điều mà ngày thứ tư chúng ta nhớ cầu nguyện cho các gia đình. Đang trong năm đặc biệt Kinh Thánh Giuse, anh chị em nhớ là trong năm đặc biệt Kinh Thánh Giuse, mỗi ngày thứ tư hàng tuần, mỗi ngày 19 hàng tháng và trong những ngày lễ kính Thánh Giuse, anh chị em cầu nguyện, làm việc bác ái, đọc kinh Kinh Thánh Giuse với ý cầu nguyện theo Đức Giáo Hoàng là cầu nguyện cho những người thất nghiệp có công ăn việc làm và những gia đình đang gặp khó khăn, khủng hoảng về tinh thần vật chất được vượt qua, thì mình được lãnh ơn toàn xá. Nếu mỗi ngày thứ tư hàng tuần và ngày 19 hàng tháng, cho đến hết năm đặc biệt Kinh Thánh Giuse là ngày 8 tháng 12 năm 2021, còn tới 6 tháng nữa, chúng ta đừng bỏ những dịp thuận lợi để lãnh ơn toàn xá. Còn ngày 25 tháng 7 là ngày các người cao, ông bà, nội ngoại và người cao tuổi, thì trong ngày đó Đức Giáo Hoàng cũng ban một ơn toàn xá cho những ai hoặc tham dự thánh lễ Đức Giáo Hoàng cử hành hoặc bất cứ thánh lễ nào trong nhà thờ trong ngày đó. Rồi mình đi làm việc bác ái bằng cách thăm viếng những người già, những người bệnh, những người neo đơn, hoặc là thăm viếng trực tiếp hoặc là thăm viếng trực tuyến, tức là qua phương tiện truyền thông. Và thứ ba là mặc dù mình không thể đi tham dự thánh lễ vì virus corona, các nhà thờ đóng cửa, hoặc là mình bị đau bệnh, hoặc là mình phải thăm nuôi người bệnh, không đi được, thì mình dâng những đau ốm, bệnh tật, dâng những đau khổ của mình và mình có thể hiệp thông trong thánh lễ online, cũng lãnh được ân toàn xá. Cho nên mình có nhiều dịp để lãnh ân toàn xá, chứ không phải là chỉ có ngày người cao niên, cao tuổi, người ông bà. Và anh chị em đừng lộn ơn toàn xá với việc ban bí tích giải tội tập thể. Đức Giáo Hoàng cho tới bây giờ vẫn chưa cho phép ban bí tích giải tội tập thể, gọi là giải tội tập thể, chưa có. Mà ban ơn toàn xá, tức là tha những hình phạt mình đáng chịu vì tội, tha tất cả gọi là toàn xá. Ta một phần gọi là ơn tiểu xá. Ta tất cả là toàn xá hay là đại xá. Tất cả hình phạt mình đáng chịu vì tội, để cầu nguyện cho mình hoặc là cho các linh hồn.
tức là cho những người đã qua đời. Vì thế mà mỗi ngày thứ tư anh chị em, chúng tôi đã có kinh cầu Thánh Giuse, chúng tôi đã có kinh Thánh Giuse bầu cử cho anh chị em trên mạng, anh chị em mở ra. Nếu không biết đọc thì đọc theo. Rồi với ý cầu nguyện theo Đức Giáo Hoàng. Mà nếu mình đi tham dự thánh lễ được, thì mình đi tham dự thánh lễ, mà nếu vì Covid thì mình rước lễ thiêng liêng, nghe lời Chúa và rước lễ thiêng liêng, lãnh ơn toàn xá. Nha. Bây giờ mời anh chị em nghe lời Chúa ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ 13 thường niên. Bài đọc 1, trích trong sách Sáng Thế 50, trích trong sách Sáng Thế chương 21 câu 5 và câu 8 đến câu 20. Bài trích sách Sáng Thế. Ông Abraham được 100 tuổi khi sinh được người con là Isaac. Đứa trẻ lớn lên và cai sữa. Ông Abraham làm tiệc lớn ngày Isaac cai sữa. Bà Sarah thấy Ishmael đang cười giỡn. Ishmael là đứa con mà Hagar, người Ai Cập, đã sinh ra cho ông Abraham. Bà liền nói với ông Abraham, ông hãy đổi hai mẹ con đứa nữ tỳ này đi, vì con trai đứa nữ tỳ không được thừa kế cùng với Isaac con trai tôi. Ông Abraham rất bực mình vì lời ấy, bởi đó là con của ông. Nhưng Thiên Chúa phán với ông Abraham, đừng bực mình vì chuyện đứa trẻ và người nữ tỳ của ngươi. Tất cả những gì Sarah nói với ngươi, cứ nghe. Bởi vì chính nhờ Isaac mà ngươi sẽ có một dòng dõi mang tên ngươi. Còn con trai của nữ tỳ, ta cũng sẽ làm cho nó thành một dân tộc lớn vì nó là dòng dõi ngươi. Sáng hôm sau, ông Abraham dậy sớm lấy bánh và một bầu da đựng nước đưa cho Hagar. Ông đặt đứa bé lên vai nàng và bắt nàng phải đi. Nàng đi lang thang trong sa mạc Beersheba. Khi nước trong bầu da đã cạn, nàng vứt đứa bé dưới một bụi cây, rồi đi ngồi đối diện, cách xa khoảng tầm cung bắn. Nàng nói, sao cho tôi đừng nhìn thấy đứa bé chết? Nàng ngồi đối diện và bật tiếng khóc. Thiên Chúa nghe tiếng đứa trẻ, và từ trời sứ thần Thiên Chúa gọi Hagar và nói, sao thế, Hagar, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nghe thấy tiếng đứa trẻ ở chỗ nó nằm. Đứng lên, đỡ đứa trẻ dậy và ôm nó trong tay, vì ta sẽ làm cho nó thành một dân tộc lớn. Thiên Chúa mở mắt cho nàng, và nàng thấy một giếng nước. Nàng đi đổ nước đầy bầu da rồi cho đứa trẻ uống. Thiên Chúa ở với đứa trẻ, nó lớn lên, sống trong sa mạc và trở thành người bắn cùng. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Kẻ nghèo hèn kêu xin và Chúa đã nhận lời. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, kêu cho khỏi mọi cơn nguy khơn. Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh để giải thoát những ai kinh sợ người. Kinh sợ Chúa đi, đoàn dân thanh hỡi, vì ai kinh sợ người chẳng thiêu thôn chi. Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ, còn ai tìm kiếm Chúa chẳng thiêu của gì. Các con ơi, hãy đến mà nghe, ta sẽ dạy cho biết đường kinh sợ Chúa. Ai là người thiết tha được sông, ước ao hương chuỗi ngày hạnh phúc chưa chan. Hallelujah, hallelujah. Chúa Cha đã tự ý dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thụ tạo của Người. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 8, câu 28 đến câu 34. Matthew 8, 28 đến 34. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu sang bờ bên kia, đến vùng đất của dân Gadara. Thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người. Chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. Chúng la lên rằng, hỡi con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đến đây hành hạ chúng tôi sao? Khi ấy ở đằng xa có một bầy heo rất đông đang ăn. Bọn quỷ nài xin Người rằng, nếu ông đuổi chúng tôi thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia.
Người bảo: đi đi. Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. Các người chăn heo bỏ chạy vào thành, kể lại mọi sự và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám. Bấy giờ cả thành ra đón Đức Giêsu, và khi gặp người, họ xin người rời khỏi vùng đất của họ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, có những tin thời sự rất là thú vị xin chia sẻ với anh chị em về Đức Thánh Cha. Thứ nhất là Đức Thánh Cha tiếp một nhóm tù nhân ở Roma. Sáng ngày thứ Hai, 21 tháng 6, 2021, có 12 tù nhân từ nhà tù Rebibbia ở Roma đã được Đức Thánh Cha tiếp đón tại nhà trọ Thánh Marta. Các tù nhân đã tặng Đức Thánh Cha một giỏ bánh mì do chính tay họ làm từ tối hôm trước, cùng nói lời cảm ơn đến vị cha chung về món quà hy vọng mà Ngài đang trao ban cho các tù nhân. Trong bầu khí gia đình của buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã chia sẻ với các tù nhân sự quan tâm của Ngài đối với những ai đang sống trải nghiệm nhà tù. Đức Thánh Cha còn nhắc đến các lần viếng thăm các nhà tù mà Ngài đã thực hiện ở Argentina và đảm bảo lời cầu nguyện của Ngài dành cho các tù nhân cũng như cho gia đình của họ. Nói về niềm vui gặp gỡ này, cha Moreno Versolato, linh mục tuyên úy nhà tù nói: hôm nay, với Đức Thánh Cha, toàn thể cộng đoàn nhà tù đã sống một kinh nghiệm rất quan trọng. Đúng vậy, hôm nay chúng tôi cùng nhau đến Vatican như một cộng đoàn. Cộng đoàn ấy gồm có 12 tù nhân, giám đốc nhà tù ở Rebibbia, 3 nhà giáo dục, cảnh sát trại giam và 2 nữ thẩm phán giám sát. Linh mục tuyên úy chỉ ra, chính sự hiện diện của 2 thẩm phán Anna Vari và Paola Capelli có một ý nghĩa sâu sắc. Họ là những người đánh giá và ký giấy phép cho các con đường tái hòa nhập xã hội qua các biện pháp thay thế bán tự do. Quả thật, đây là một trải nghiệm về vẻ đẹp, vốn là một ngôi trường sống cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha thường thể hiện sự quan tâm của Ngài đối với các tù nhân. Vào năm 2020, Ngài đã chọn một linh mục tuyên úy nhà tù để viết các bài suy niệm cho chặng đàng thánh giá thứ 6 tuần thánh. Trước đại dịch, theo truyền thống, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tiệc ly trong một nhà tù hoặc là ở trung tâm giam giữ ở Roma. Và trong thánh lễ, Đức Thánh Cha rửa chân cho các tù nhân. Năm 2016, năm Thánh Lòng Thương Xót, Đức Thánh Cha đã tổ chức thánh lễ cho các tù nhân và gia đình của họ tại đền thờ Thánh Phêrô. Anh chị em nghe xong cái tin này thấy thú vị không? Đúng là Đức Thánh Cha là biểu hiện của Chúa đấng nhiều lòng thương xót, quan tâm đến mọi người, nhất là những tội nhân, những bệnh nhân. Hai đối tượng mà Đức Giêsu đấng nhiều lòng thương xót nói với Faustina cũng như nói với chúng ta ngày hôm nay, những tông đồ lòng thương xót, là bệnh nhân và tội nhân. Bệnh nhân thể xác, bệnh nhân tinh thần. Những tội nhân là đối tượng của lòng thương xót Chúa. Và Ngài nói là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là lời cầu nguyện cho các tội nhân được ơn hoán cải. Mà làm sao họ nhận được lòng thương xót của Chúa để họ được hoán cải, nếu mà những vị lãnh đạo tinh thần, những người mục tử không quan tâm đến họ? Thử hỏi có mấy ai chăm sóc đến các tù nhân như Đức Thánh Cha không? Những người mà được Đức Thánh Cha đặt tay, những người là giám mục, linh mục, tu sĩ, mà Đức Thánh Cha quan tâm đến những tù nhân như thế đấy, mà cho họ vào
trong Vatican được tiếp kiến riêng với Đức Thánh Cha. Mà tôi thấy cũng hay chứ, này cũng hiếm lắm, phải không? Không có đất nước nào mà dễ thực hiện được đâu. Vì tùy theo chính quyền của đất nước đó thôi, họ có cho phép hay không thôi. Ở đây một đoàn là 12 tù nhân này, giám đốc nhà tù này, 3 nhà giáo dục này, cảnh sát này, 2 nữ thẩm phán đi giám sát. Dễ thương quá. Mà gặp Đức Thánh Cha như là một gia đình để cho họ chuẩn bị tái hòa nhập vào xã hội. Một vẻ đẹp vốn là một ngôi trường sống cho tất cả mọi người. Vì thưa anh chị em, những người phạm tội hoặc là cố tình hoặc là vô tình có nhiều lý do, có nhiều nguyên nhân mà đưa đến việc họ phạm tội. Mà sau khi bị kết án rồi thì họ phải lãnh nhận cái hậu quả đó. Có khi thì rất là công minh, rất công bằng. Có khi là oan trái, oan sai. Nhìn bên ngoài như thế đó, nhưng mà thực sự ra cái lý do thâm sâu để họ phạm tội, Chúa biết thôi. Có khi trước mặt Chúa họ là người vô tội đấy chứ. Vì họ bị áp lực, họ bị thế này thế khác. Nhưng mà về luật pháp thì cứ theo luật thì họ phải lãnh án. Mà ở trong tù là cái môi trường tệ nhất, làm cho người ta đi xuống nhiều hơn. Đúng ra tù là nơi để cho người ta hoán cải, đúng không? Anh giống như là trong gia đình, anh có đứa con, nó không học bài, ra kia quỳ 5 phút. Hay là hai đứa đánh nhau, hai đứa ra đứng giang tay ra 15 phút. Để cho nó thấy được nó sai, nó phải đền và nó hoán cải. Lần sau không được như vậy nữa nha. Vâng, con xin lỗi bố, lần sau con không như vậy nữa. Nó tốt hơn. Hình phạt để cho nó tốt hơn, chứ không phạt để dìm nó xuống. Mà có nhiều khi bố mẹ không để ý là hình phạt mình làm cho nó chai đòn, nó gọi là lì đòn. Chửi nó riết, nó cũng nó không còn nghe nữa. Đánh nó riết, nó lì đòn. Cho nên cái cách giáo dục khi cứng, khi mềm. Nhưng mà phải diễn tả là lòng thương xót, chứ không phải diễn tả sự tức giận của anh. Dù khi anh tức của anh tắt, phúc một phát. Nó bảo bố nó tức quá, bố nó nóng đánh nó, chứ nó đâu có lỗi gì. Thấy không? Nhận cái chấm thớt thôi. Anh ở nhà, ở trong văn phòng, anh bị ông giám đốc, ông ấy sạc cho. Anh về nhà, anh ông giám đốc sạc, anh dám cãi lại không? Anh bị oan, anh bị tức, về nhà anh gặp vợ con anh xả. Vợ con chẳng biết ất giáp gì cả. Mỗi lần đi về thấy bố vui vẻ. Lần này đi về vừa, bố, bây giờ tôi khắc. Bố với con gì? Vợ vừa chạy ra, anh hôm nay anh có mệt không? Mệt không, mệt cái gì? Đang tức mà mệt, mệt gì? Phải hỏi có tức không chứ, để hỏi mệt không là thế đâu. Vợ con chẳng biết ất giáp gì cả. Thế thì mình biểu lộ ra toàn là vì do cái tức của mình, do cái cảm xúc của mình, chứ không phải do lòng thương xót. Phải phát xuất từ lòng thương xót cơ. Chứ Đức Thánh Cha làm cái hành động này là từ lòng thương xót, để cho người ta cảm nhận được lòng thương xót của Chúa qua hành động của Đức Thánh Cha. Mà chắc có nhiều người không đồng ý đâu. Có nhiều người có chức có quyền ngay ở trong Vatican cũng chẳng chấp nhận hành vi của Đức Thánh Cha đâu. Đâu mà có cho mấy cái thằng tù vào trong Vatican là thế nào? Bệnh bạc quá đi. Có khi như vậy. Và Đức Thánh Cha rửa chân cho các tù nhân trong ngày thứ năm tuần thánh. Trời ơi, các tông đồ là phải đạo đức thánh thiện, phải mặc áo vest, phải đóng thùng vô, được xếp loại, phải ưu tiên lựa chọn. Rồi cho mấy tù nhân, ngay cả mấy đứa ngoại đạo, cả phụ nữ thì tù nhân mà. Có khi nó ngoại đạo, khi là phụ nữ chứ, phải không? Rồi hết. Và như vậy thì họ mới không cảm nhận được lòng thương xót của Chúa qua cái hành động của người mục tử chăm sóc họ. Và như vậy thì họ mới ra khỏi tù, họ mới thực sự làm thành một con người mới. Chứ còn đa số tôi gặp nó xấu 1, đi tù về nó xấu 10. Nó chiếc xì ke bị bắt vô tù, xì ke bán ngay trong tù. Mới vừa rồi khám phá một cái vụ đó, ông tù đó hát karaoke đưa cả gái vào trong nhà tù, mà ông giám đốc nhà tù bảo tôi không biết gì. Tôi không biết. Nó chơi hát karaoke ở mầm, đưa gái vào nó chơi trong nhà tù, bảo không biết gì.
đưa tiền cho rồi thì mờ mắt chứ sao biết được. Thì tự nhiên chị em về hư thêm thôi à, không thể nào khá hơn được. Vì cái môi trường nó khắc nghiệt vô cùng. Tôi ở trong tù mấy ngày cũng biết nếm mùi tù như thế nào. Đấy là mình mới ở sơ sơ tạm giam thôi. Mà còn vậy thì huống hồ là những người mà bị tù thực sự như vậy, nghĩa là tù hình sự nó thì thôi. Vô nó làm kinh lắm, thưa anh chị em. Và làm cho nó càng nuôi thêm cái sự hận thù chất chồng mà thôi. Không có thương xót trong nhà tù. Rồi một cái điểm nữa mà chúng ta suy nghĩ đó là đã có nhiều lần anh em chúng tôi cố gắng xin phép làm sao được vô trong nhà tù để loan truyền lòng thương xót Chúa mà chưa được phép. Đó là cái còn một cái chốt cuối cùng mà chúng tôi chưa đến được, nhà tù thôi. Nhà thương, nhà gì tôi cũng đến hết rồi, còn mỗi nhà tù là chưa vào tận nơi được, chỉ có thể là gửi vào người chui thôi, những người thân gửi vào máy hay là những cái CD gì đó để họ có thể nghe lén này trong tù thôi. Vì nguyên tắc là những đồ tôn giáo thì không được đưa vào. Đó thì đó là điều mà chúng tôi khao khát. Giá nào cũng có thể làm được nếu mà được phép. Cỡ nào cũng làm. Thì thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy là Đức Giêsu thương xót con người và cho con người lựa chọn. Lựa chọn một đàng là thế gian vật chất, một đàng là Thiên Chúa và được ơn giải thoát. Người ta lựa chọn cái gì? Đa số người ta lựa chọn vật chất, lựa chọn thế gian. Còn theo Chúa là phải chấp nhận, phải hy sinh, phải bỏ những cái gì thuộc về thế gian. Nhưng cả thành đã đón Đức Giêsu. Câu kết buồn, đoạn kết buồn. Cả thành đã đón Đức Giêsu, phấn khởi quá. Nếu mà ngưng ở đây thì đẹp. Và khi gặp người, họ xin người rời khỏi vùng đất của họ. Cho em xin đi. Thôi, hay đấy, rằng hay thì thật là hay. Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Vì họ sợ rằng nếu Đức Giêsu ở đây nữa thì quyết mấy ngàn con heo nữa phải lao xuống biển đây. Vì người bị quỷ nhập thì nhiều. Mà Đức Giêsu đi loan truyền, rao giảng, chữa lành. Mà trong việc chữa lành người bệnh ấy thì có việc trừ quỷ. Cho nên ma quỷ là có thật. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng cái cám dỗ của ma quỷ ngày hôm nay là cám dỗ con người tin rằng là không có ma quỷ. Khi mà bạn không tin có kẻ thù thì cái đó nguy hiểm hơn là bạn biết rằng có kẻ thù, đúng không? Tại vì biết rằng có kẻ thù thì mình còn đề phòng. Còn không có kẻ thù nào đâu, cứ an tâm. Lúc ngủ xong dậy thấy không còn cái gì trong nhà, ủa sao vậy? Bảo không có kẻ thù mà, không có kẻ thù chỉ có kẻ trộm thôi. Cho nên cái mà Đức Thánh Cha bảo rằng con người ngày hôm nay không tin có ma quỷ thì ma quỷ nó lộng hành. Cũng giống như là bảo không có virus corona. Anh tin hay không tin? Anh tin hay không tin? Nếu anh không tin, lúc đi khám anh bảo sao lại tôi lại dương tính thế này? Vì anh không tin có virus corona cho nên anh không có rửa tay khử khuẩn. Anh không có đeo khẩu trang. Anh không có giữ khoảng cách. Anh không có kiểm tra y tế, anh không có đề phòng, cho nên anh bị nhiễm. Vì thế mà mình không tin có ma quỷ, mình không có đề phòng, thì mình chết vì cái đó. Cho nên ma quỷ nó khôn vô cùng. Lúc nào nó cũng la lên rằng là tôi với ông có dính gì với nhau đâu, hay là giờ tôi chưa đến, xin ông đừng làm khổ tôi. Nó la oán cả lên như thế đấy. Nó làm như nó bị oan lắm. Ông đến ông làm khổ chúng tôi. Giờ thì chưa đến mà ông đến à. Mà Đức Giêsu thương con người. Một trong những nhiệm vụ của Ngài đến trần gian này là giải thoát con người khỏi ách nô lệ của ma quỷ, của Satan, của sự dữ. Quyền năng của Ngài đến
để giải thoát. Vì nếu ngài không có quyền năng, làm sao giải thoát? Chỉ có xót thương, không có quyền năng chẳng làm gì được. Thấy cả dân trong thành thương hai canh thanh niên này chứ. Hai người bị của em từ trong mồ mả đưa ra đón người, chúng rất dữ tợn đến nỗi không ai dám đi qua lối ấy mà. Thấy người bị quỷ ám, họ thương, họ xót lắm chứ, nhưng mà ai làm gì được, có quyền năng trên ma quỷ đâu. Nhớ rằng là ma quỷ, Chúa ban cho nó có cái quyền trên con người. Vì ma quỷ gốc là thiên thần. Cho nên nó có quyền trên con người, mạnh hơn con người, khôn ngoan hơn con người, quỷ quyệt hơn con người. Mà con người mà đấu với ma quỷ thì chỉ có thua mà thôi, từ chết đến bị thương. Không thể đấu bằng sức của mình được. Cũng giống như bây giờ, nói là mình diệt chiến đấu với lại virus corona, kẻ thù. Diệt nó được không? Có thấy nó đâu mà diệt. Kẻ thù vô hình mà. Chỉ có đề phòng nó thôi, chứ không thể là bang, bang. Thế đâu mà bắn. Tôi thấy có những người mà gặp ma đó, sợ ma rồi cứ như súng bắn, bang 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 bắn tứ tung, chẳng bắn ai cả. Có như thấy ai đâu mà bắn. Vì sợ có bắn hoảng vậy thôi. Loạn quạng bắn trúng ngay người nhà của mình không chừng. Sợ quá. Nhìn ra hoa quốc. Thế không ạ? Thế nên có một vị mà bị tội ngộ sát vì đi với ông trùm đi săn. Rồi lúc mà mắt ông trùm nó bóng đèn, đèn nó chiếu vào mắt ông sáng lên, tưởng là mắt con cáo với súng bắn. Thế thì thưa anh chị em, nếu mà thế giới ngày hôm nay mà mọi người thấy được kẻ thù ghê gớm nhất là ma quỷ, là Satan, thì mình sẽ đề phòng và tránh thứ nhất cám dỗ của ma quỷ, như nó đã từng cám dỗ Chúa Giêsu. Chúa Giêsu còn để cho nó cám dỗ cơ mà. Và Chúa cũng để cho chúng ta chịu sự cám dỗ của ma quỷ ngày hôm nay. Mà Chúa Giêsu thắng không phải bằng sức của mình, bằng lời của Chúa. Không phải sức của mình, nhưng mà ta làm theo ý của cha ta, đấng đã sai ta. Ta không làm gì theo ý riêng của ta cả. Vậy thì khi anh chị em mình chiến đấu với kẻ thù là virus corona, kẻ thù vô hình, thì cũng phải bằng sức mạnh vô hình, bởi quyền năng của đấng vô hình là Thiên Chúa. Vì thế tôi nói là 5K. Anh chị đã khẩu trang, khoảng cách, kiểm tra, rồi khử khuẩn, rồi khai báo. Cái ca thứ 6 mới là quan trọng. Cái ca đó dĩ nhiên là phát âm là ca, nhưng mà viết là C, đó là cầu nguyện. Cái vũ khí tối thượng, vũ khí là độc nhất vô nhị mà không có thể nào trần gian nào cung cấp cho chúng ta là vũ khí cầu nguyện. Không cầu nguyện các con không làm gì được. Không cầu nguyện đó là mình không cậy vào Chúa. Chúa nói không có thầy các con không làm gì được. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi xa trước cám dỗ. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện vì ma quỷ như là sư tử rảo quanh tìm mồi cắn xé. Mình không cầu nguyện, mình đâu biết âm mưu của ma quỷ như thế nào. Thế không ạ? Mình không cầu nguyện lấy gì mà chiến đấu với kẻ thù vô hình. Cho nên phải thêm 6K mới là đúng. Dĩ nhiên là những người không tin có Chúa thì họ nghĩ là 5K là đủ. Nhưng mà cho tới bây giờ vẫn còn đang chưa có diệt được kẻ thù. Phải tất cả chúng ta hợp với nhau là một cái ca nữa. Ca đầu tiên, cầu nguyện, rồi khẩu trang, rồi khai báo, rồi khoảng cách, rồi kiểm tra, rồi vân vân. Phải có một cái ca là ca cầu nguyện. Mới chống được kẻ thù vô hình là virus corona. Mà biết đâu virus corona nó không phát xuất từ ma quỷ. Có khi từ bàn tay của một con người nào đó, một nước nào đó, ma quỷ nó dùng. Nó dùng để nó phá con người, để con người mất lòng tin vào Chúa. Đó, đang khó khăn, thử thách đó, nhiều người đã mất lòng tin vào Chúa. Trong giai đoạn này là giai đoạn thử coi ai là người tín thác vào Chúa, ai là người không tín thác vào Chúa. Và Chúa cho những thử thách này xảy đến, những khó khăn này xảy đến để cho con người tín thác vào Chúa hay không tín thác vào Chúa. Khó khăn mới biết
vàng phải để lửa nó thử. Đúng không ạ? Đức tin cũng phải trải qua thử thách. Anh nói anh tin vào Chúa. Lúc bắt đạo anh có tin vào Chúa hay không? Mới biết chứ. Còn lúc bình thường kính mừng ma thánh ma vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu thì dễ quá. Bây giờ còn tin thác vào Chúa hay không? Anh bạn trả lời đi. Dạ cha, còn cũng còn nhưng mà cũng hơi khó. Khó làm sao? Vì vợ con nó bảo anh tin thác vào Chúa, làm sao corona nó vẫn còn? Tại vì corona vẫn còn là vì Chúa nói rằng khi nào nhân loại quay về với lòng thương xót của Chúa, với trọn niềm tin thác, lúc đó mới có sự bình an đích thực. Nhưng mà ngày hôm nay, ngay cả những nước giàu có, họ dư thừa, họ đã nghĩ, có nghĩ đến những nước nghèo để mà đưa vaccine đến để cho họ chích hay không? Thấy chưa? Rồi, ngay cả bây giờ đang chiến đấu với virus corona mà vẫn nước này, nước kia, cuộc chiến như là vừa rồi Israel với lại Hamas, cuộc chiến nảy lửa, chết biết bao nhiêu người chẳng hạn. Rồi Biển Đông có lúc nào được yên đâu. Tối ngày sắc hết hàng không mẫu hạm mấy máy bay, rồi làm đảo nhân tạo nữa. Làm ra virus chưa xong rồi còn làm thêm cả những cái chuyện chiến tranh nữa là sao? Chứ con người không có lòng thương xót. Và vì không có lòng thương xót cho nên là cứ chiến tranh, cứ chém giết, cứ thù hằn, cứ thế này, cứ thế này, cứ thế này mãi. Và cho người ta lại mời Chúa đi chỗ khác. Đau nhất là cái đó. Đón tiếp, gặp, nhưng mà xin Ngài đi chỗ khác. Xin Ngài ra khỏi nhà con, khỏi giáo xứ con, khỏi cộng đoàn con và khỏi tấm lòng của con. Vì có Ngài đến là có chuyện. Giống như Faustina bảo, Chúa ơi, mỗi lần Chúa hiện ra với con là có chuyện đấy. Là bắt đầu người ta nghi ngờ con, người ta bài bề trên nghi ngờ, chị em ganh tị rồi đủ thứ khổ cho con. Mỗi lần Chúa đến là đòi con người ta phải suy xét lại. Một là chọn Chúa, hai là chọn ma quỷ. Cho nên người ta không muốn Chúa đến để tôi đang sống với ma quỷ ngon hơn. Đang làm ăn phi pháp có tiền hơn. Đang là sống vợ nọ con kia thoải mái hơn. Đang là lừa lọc lợi hơn. Lươn lẹo thì lên lương, lươn lẹo lại lên lương. Thật thà thì thua thiệt. Thôi, theo Chúa là thật thà thì thua thiệt. Thôi, mời Chúa đi chỗ khác. Nhiều lần Chúa đứng gõ cửa mà không ai cho vào. Nó đang đánh bài Chúa vào là chết rồi. Nó đang là karaoke mà còn vũ sexy, mà còn ăn tham lam hối lộ đủ thứ mà Chúa vào thì hỏng chuyện. Thôi, Chúa cứ ở đó. Ngay cả người có đạo cũng không muốn Chúa vào. Chúa cứ ở trong nhà thờ đấy. Rồi cái nào mà mánh mung thành công rồi đem đến bảng tạ ơn to to vào nhé. Đem ghế đá rồi ông bà Vũ Viết Cường, giám đốc trung tâm gì đó để tạ ơn nhé. Ông bà Võ Văn Vóc và gia đình nước ngoài hết lòng tạ ơn vì mới buôn được mớ lậu. Thì như vậy mình loại Chúa ra khỏi gia đình mình. Đúng không? Mà có khi Chúa ở trong nhà thờ mà trong nhà tạm cũng vậy. Chẳng ai đón tiếp. Họ đi rước lung tung, cờ quạt trống phách ầm 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 ầm. Đi rước Chúa ở ngoài, Chúa bảo đó là tượng, chứ không phải là tao, ta đang ngồi trong nhà tạm này. Đó là tượng. Rồi lại làm tượng to nhất, vùng nhất xứ, nhất nước, rồi nhất thế giới luôn. Đó là tượng, không phải ta, là ta đây này. Nó đi rước cái tượng mà ta thì nó để ngồi yên, nó chả nói năng gì cả, chẳng tiếp đón gì cả. Có bao giờ anh thấy cái hình nộm của anh thật to, vợ anh ôm hình nộm không? Rồi anh cứ ngồi đó. Anh yêu dấu của em. Em mặc vest, anh đẹp trai, anh dễ thương. Còn anh cứ ngồi ở xó kìa. Vợ anh cứ ôm hình nộm. Anh thích không? Buồn không? Tủi không? Đi nên có lấy lửa châm hình nộm đốt không? Vừa châm hình nộm, vợ nó giận, nó kêu đồ ác. Đau thế chứ. Đồ khốn nạn, giết thì chồng tao. Trời ơi, mình là chồng nó mà nó ôm hình nộm mà nó bảo là giết chồng nó kìa. Thì Chúa cũng vậy đó thưa anh chị em. Có khi mình loại Chúa ra khỏi,
nhà mình, nhà thờ mình, cộng đoàn của mình. Thôi Chúa đi chỗ khác để Chúa còn muốn làm gì thì làm. Xin Chúa ngự vào trong tâm hồn chúng con qua việc lễ thương liên. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con khinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 30 tháng 6, các thánh tử đạo tiên khởi Roma. Con được biết Chúa khi nghe cái đài, lòng Chúa thương xót. Con được biết Chúa khi đến giao điểm tin mừng. Dù rằng đời con chưa một lần làm dấu thánh giá, dù rằng đời con chưa một lần biết đọc kinh. Chúa chưa lành cho con vì con biết tin tha. Chúa chưa lành cho con từ thân xác tâm hồn. Con cảm ơn công đoàn lòng Chúa thương xót. Con cảm ơn công đoàn đã cầu nguyện cho con. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 30 tháng 6, các thánh tử đạo tiên khởi Roma. Những người mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay đều có một điểm chung, đó là các ngài đã hy sinh từ bỏ mạng sống mình vì Chúa Kitô, ta vẫn gọi là tử vì đạo. Các ngài được phúc tử vì đạo bởi vì các ngài là những người đã noi theo lối của Chúa Giêsu. Vào năm 64, những vi phạm luật nhân quyền của hoàng đế Nero đã vươn tới những chiều kích nằm ngoài sự mô tả. Khi đám cháy bất ngờ phát tỏa trong thành Roma vào ngày 16 tháng 7, thì người ta đều cho rằng chính hoàng đế là người phải lãnh lấy trách nhiệm ấy. Khi 2/3 thành phố Roma bị thiêu rụi, sự căm tức phẫn nộ của người dân bắt đầu dâng lên cao. Hoàng đế Nero lúc đó mới hoảng hồn lo sợ. Ông cần một người đứng mũi chịu sào. Và thế là ông đã đổ tội vụ gây hỏa hoạn cháy thành Roma cho những người Kitô hữu.
Tacito, một sử gia danh tiếng thời ấy, đã ghi nhận rằng các Kitô hữu đã phải chịu những cái chết thật dã man hiểm độc. Một số bị ném cho các thú hoang ăn thịt, số khác bị trói vào các cột trụ và trở nên những ngọn đuốc người thắp sáng các đường phố Roma. Chúng ta không biết được chính xác tổng số các vị tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Roma là bao nhiêu, nhưng chứng từ đời sống và lễ vật các ngài đã gây một ấn tượng đặc biệt cho mọi người. Cuộc bách hại khủng bố đầu tiên của Nero, dù là hoàng đế Roma, cũng chẳng kéo dài mãi được bao lâu. Giáo hội càng bị bách hại thì giáo hội càng phát triển. Các thánh tử đạo đã trả một giá rất đắt để những ai bước theo ngài có cơ hội giữ vững đức tin. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày cuối tháng 6, tháng trái tim, ngày 30 tháng 6. Cả một tháng vừa qua chúng ta đã nghe về hạnh các thánh nhiều. Mỗi một người thấy rõ các thánh có những điểm sáng, chúng ta noi gương bắt chước. Mỗi người nghe về hạnh các thánh xong, thấy một điểm chung đó là gì? Quyền năng và lòng thương xót Chúa trên cuộc đời của các thánh. Trước khi là thánh đã là người, mà là người thì nhân vô thập toàn, không thiếu sót này thì lỗi lầm nọ, thậm chí là cả những tội lỗi, tội nặng nữa, tội chối Chúa, tội chống Chúa, tội bỏ Chúa nữa. Nhưng mà ta mới thấy được quyền năng lòng thương xót Chúa trên cuộc đời các thánh. Nếu mà anh chị em đọc hạnh các thánh mà như là chuyện của một vĩ nhân, chuyện của một danh nhân, chuyện của một anh hùng lịch sử, ta chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Nhìn lại, chúng tôi đã vừa đi được đúng một năm, tháng 6 năm ngoái, bắt đầu làm chương trình Tiếng Gọi Lòng Thương Xót, từ chuyện các thánh, rồi chuyện các thánh tử đạo Việt Nam, rồi các chứng nhân sống ngày hôm nay, rồi lời Chúa đặt trong bối cảnh là lòng Chúa thương xót, tin mừng mỗi ngày. Rồi sau đó thì có những bài thơ về lòng Chúa thương xót cho giới trẻ, rồi có những mục thắc mắc biết hỏi ai, rồi có những điểm hẹn cuối tuần, tản mạn cuối tuần, rồi có điểm hẹn ngày Chủ nhật. Mới rồi bạn hỏi cha, mới vừa rồi con thấy có chuyện sư tích cũ vậy, ngày nào cũng có à? Bảo, ngày nào cũng có, tôi sẽ kể vậy chắc tôi chết. Thôi, mỗi thứ năm có chuyện sư tích cũ. Được hai một chuyện vừa rồi, chuyện tấm cám. Mấy anh chị em nghe bảo, ô, chuyện này con nghe lâu lắm rồi, bây giờ nghe lại thấy nó hay. Bảo hay ở chỗ nào? Hay ở cái là, cái kết luôn luôn là có lòng Chúa thương xót trong đó. Làm sao mà từ cái chuyện sư tích cũ lúc người ta nghe, ngoài đời ta vẫn nghe nhiều lắm rồi. Ngày xưa tôi con cũng nghe nhiều lắm rồi, mà bản thân tôi cũng nghe rồi, mà bây giờ đọc lại trong bối cảnh, trong mầu nhiệm lòng thương xót Chúa, để mình rút ra được cái gì. Nó thú vị lắm. Có nhiều người nói vẫn kể những câu chuyện đó để mà lưu giữ những cái nét đẹp của văn hóa Việt Nam bị mai một đi, những ca dao tục ngữ. Coi chừng có lần để làm ca dao tục ngữ trong lòng thương xót, không chừng. Tại vì có nhiều ca dao tục ngữ rất là hay, thưa anh chị em. Hay lắm. Ca dao tục ngữ Việt Nam rất là phong phú, và những bài học rất là nhân bản, rất là người, và cũng rất là lòng thương xót trong đó. Thí dụ như là bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Có lòng thương xót trong đó không? Có, quá đi chứ. Thế không ạ? Bầu ơi thương lấy bí cùng, không xót thương được còn là cái gì trong đó nữa. Tiêu hay là chị ngã em nâng chẳng hạn, lòng thương xót không? Có quá đi chứ, không phải là chị ngã em đạp đâu. Thế không? Cho nên tôi thấy cái do tôi ngữ trong lòng thương xót. Bảo vậy thì mỗi ngày thứ năm, bảo đúng, anh cứ chịu khó đón nghe mỗi ngày thứ năm đón nghe. Rồi ngày thứ bảy thì là tản mạn cuối tuần, rồi ngày Chủ nhật thì điểm hẹn Chủ nhật, và thắc mắc hỏi ai. Rồi cứ như thế anh em cứ cầu nguyện rồi xin Chúa soi sáng cho. Nhìn lại một năm vừa qua, điểm lại một năm vừa qua, từ tháng 6 năm ngoái đến tháng 6 năm nay, một năm mà ở Việt Nam là lần này lần thứ 4 của Covid nổi lên này.
là mà lần này nặng nhất. Ba lần trước cộng lại không bằng lần này. Trong khi đó ở những nước khác tương đối là đỡ, như là những nước Âu Châu hay là bên Mỹ, vì họ đã có ngừa vaccine chống lại, ngừa thôi chứ còn không phải là chữa được, mà ít nhất là không bị nhiễm, lây nhiễm. Còn những nước mà không có điều kiện, làm sao có tiền nữa mà mua vaccine mà chích ngừa. Thế thì một năm vừa qua anh chị em mình 4 lần bị giãn cách, 4 lần bị phong tỏa đủ mọi thứ hết, vì nhiễm virus corona. Phải đóng cửa nhà thờ, không được đi tham dự thánh lễ, không được đi học giáo lý, không được họp nhau để mà cử hành phụng vụ hay là chia sẻ lời Chúa hay là ca đoàn, tất cả đều ngưng hết. Thì tất cả những hoạt động ngưng hết, vậy thì làm sao bây giờ? Ngày xưa thì chúng ta vừa mới nghe chuyện các thánh tử đạo thời giáo đoàn Roma là bị cấm, những người Kitô hữu là bị cấm và bị giết, rồi hoàng đế Nero là một bạo chúa. Ngày hôm nay vẫn còn cái di tích còn lại ở Roma đó, cái hí trường đó, mà mỗi năm Đức Giáo Hoàng vẫn biến thành thánh giá ngày thứ 6 tuần thánh. Ở cái hí trường đó là người ta làm một cái hí trường ở dưới là như là cái sân khấu, còn người ta ngồi phía trên xây vòng tròn chung quanh, xây bao nhiêu tầng như vậy, rồi vua chúa ngồi phía trên, rồi dưới như là cái sân khấu, rồi dưới là cái hầm, mà cái hầm đó thì người ta nhốt thu giữ ở đó. Rồi bên đối diện cái hầm thu giữ là hầm nhốt những người Công giáo, những người Kitô hữu. Và Nero bạo chúa, rồi các người đẹp, rồi cung tần mỹ nữ ở trên này thì uống rượu, rồi ôm gái đẹp, rồi ca hát, nhìn những người Kitô hữu ở dưới bị bách hại. Vì người ta để cho thu giữ nó bị đói, sư tử với là cọp đói. Bên kia là những người Kitô hữu nhất định không bỏ đạo. Rồi người ta muốn cho cái trò chơi nó thú vị hơn, là người ta lấy da của con cừu hay là của con thỏ, ta khâu vào người Kitô hữu để trở thành như là con gậu, con thỏ, con cừu đó, cho con cọp nó vồ, nó thú vị. Thì khi mà bắt đầu ra hiệu lệnh một cái, đánh chiêng một cái, thì bên này họ rút cái song sắt ra, cọp sư tử bị đói nhảy ra, bên này rút song sắt ra và người ta xua những người Kitô hữu ra như là những con chiên, con cừu đi ra. Và anh chị em biết là nó thúc vào cho ở trên lấy lao thúc, cọp với sư tử điên lên xé nát xác những người Kitô hữu ra. Thì có những trường hợp mà nó đến trước những vị tử đạo không dám tiến tới, tại vì sự thiêng liêng, thiên thánh, hiền lành, hiền từ, không có chửi bới, không có dữ tầm gì cả, mà nó lại đâm nó sợ. Ở trên họ mới lính đá ném, rồi gươm thọc thọc để cho nó điên lên, máu nó xé xác những người đó ra. Bây giờ vẫn còn cái di tích còn lại trên đó, cái hí trường, cả hơn 2000 năm rồi, thưa anh chị em. Rồi ta bắt những người Kitô hữu, ta cột vào những cái cây, ta tẩm dầu, rồi châm như là những cái đuốc người sống cháy rực cả thành phố. Thì khi mà Nero làm cháy thành Roma như vậy thì ông phải lấy một cái gì đó để chữa tội, con dê tế thần, mà dê tế thần đấy là chính là những người Kitô hữu. Ta không đếm được số người biết bao nhiêu, nhưng mà biết rằng họ là những người dám chết vì đạo, làm chứng cho niềm tin của mình. Và dù là bạo chúa Nero lúc đó có trong tay hết tất cả quyền lực, nhưng mà cũng không được bao lâu. Và giáo hội càng bị bách hại thì càng chặt hơn, càng vững đức tin hơn, càng sống đạo một cách sâu lắng hơn. Cũng giống như bây giờ, trong lá thư của Đức Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn nói rằng, nhìn trong ánh mắt đức tin thì trong hoàn cảnh mà virus corona này, giãn cách này, làm cho mình thấy được dấu chỉ của Chúa, thấy được quyền năng của Chúa để mình sống đức tin một cách mạnh hơn. Bây giờ mình không còn dựa vào những nghi thức bên ngoài nữa, không còn nghi lễ, không còn bất cứ cái gì cờ quạt rước sách gì đó bên ngoài, thậm chí đi giữ lễ mà cũng không còn được nữa mà. Vậy thì nếu mất cái đó, lòng tin mình còn hay không? Bây giờ là cái lúc mà minh chứng ai là những người thực sự là những người tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa đấy, ai là những người mà
phải trải qua gian lao thử thách, Chúa nói phải qua đau khổ mới biết được ai là người đích thật vì lòng thương xót Chúa. Càng đau khổ mình càng gắn bó với Chúa nhiều hơn, càng siết mình vào gần với Chúa nhiều hơn, càng đau khổ càng chứng tỏ rằng đâu là vàng thật, đâu là vàng giả. Lửa thử vàng, gian thử thách ý chí và lòng tin của mình. Phải có thử thách thì mới biết được đức tin, mới biết được lòng tín thác của mình và quyền năng lòng thương xót Chúa ra sao. Cho nên một năm vừa qua chúng tôi mày mò, nếu mình xem coi lại hoặc nghe lại từ tháng 6 năm 2020 cho đến tháng 6 năm 2021, anh chị em nhìn vào những khung cảnh xung quanh, tới bây giờ thấy một cái sự thay đổi khác từ hình thức cho đến nội dung. Chúng tôi luôn luôn cố gắng tìm cái gì mới để đáp ứng cho cái nhu cầu khao khát về đời sống tâm linh của anh chị em, nuôi dưỡng lòng tin của anh chị em. Mà khi làm cái điều đó thì chính chúng tôi là những người được hưởng cái đó trước. Đó là những người chúng tôi phải cảm ơn anh chị em rất nhiều. Nhờ có anh chị em mà chúng tôi mới được hưởng ơn phúc của nơi lòng thương xót Chúa. Và cũng thành thật xin lỗi anh chị em trong một năm vừa qua, nếu mà chắc chắn là không tránh khỏi những thiếu sót đủ thứ về mặt kỹ thuật, về mặt âm thanh, ánh sáng, nội dung, hình thức, về mọi phương tiện, mọi phương diện có rất nhiều thiếu sót. Chúng tôi thành thật xin lỗi, chúng con cúi đầu xin tạ lỗi trước các đấng bậc. Anh chị em xin tha thứ cho chúng con, xin bỏ qua những thiếu sót của chúng con cả về hình thức lẫn nội dung, và xin giúp chúng con thực hiện được lời mời gọi của Chúa là hãy đi loan báo tin mừng lòng thương cho Chúa bằng bất cứ phương tiện nào, bất cứ hoàn cảnh nào. Như Phaolô nói, khi thuận tiện cũng như khi không thuận tiện, lời Chúa không bị xiềng xích, tôi bị xiềng xích chứ lời Chúa không bị xiềng xích. Và Chúa nói hãy đi loan báo tin mừng đến tận cùng trái đất. Chúa nói với Faustina là hãy đi loan báo lòng thương xót của ta bằng bất cứ phương tiện nào, chính ta sẽ bù đắp những thiếu sót còn lại. Xin lỗi, xin cảm ơn, và cuối cùng xin cầu nguyện cho chúng con được trung thành với ơn gọi loan truyền lòng thương xót Chúa, dù phải đổ đến giọt máu cuối cùng như cái thánh tử đạo Roma mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay. Amen. Con cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Con tìm đến Chúa, nay con đã hiểu lòng Chúa thương xót. Ai cầu xin Chúa, thành tâm sẽ được Chúa lành. Dù rằng người xin không cùng một tín ngưỡng công giáo, dù rằng người xin chưa thuộc được hết lời kinh, Chúa chưa lành cho con vì con biết tin thắng. Chưa lành cho con từ thân xác tâm hồn. Con cảm ơn công đoàn lòng Chúa thương xót. Con cảm ơn công đoàn đã cống hiến cho con. Con cảm ơn công đoàn lòng Chúa thương xót. Con cảm ơn công đoàn đã cống hiến cho con. Sống đúng, sống đẹp. Thứ tư 30 tháng 6 2021. Khẩu nguyện đưa ta đến với Chúa. Lạy Cha thương xót, thương xót thân con tội lỗi. Vì Cha đã đưa muôn cơ
sống đúng, sống đẹp. Thứ Tư, 30 tháng 6, 2021. Khẩu nguyện đưa ta đến với Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ nói về đề tài là khẩu nguyện đưa ta đến với Chúa. Vấn đề cầu nguyện chúng tôi đã cùng với anh chị em chia sẻ trong chuyên mục Sống Đúng Sống Đẹp bắt đầu từ thứ Hai 21 tháng 6 kiên trì trong cầu nguyện. Thứ Ba 22 tháng 6 Chúa Giêsu mẫu gương của cầu nguyện. Thứ Tư 23 tháng 6 đừng bỏ cầu nguyện. Thứ Sáu 25 tháng 6 những khó khăn khi cầu nguyện. Thứ Hai 28 tháng 6 cầu nguyện chiêm niệm và hành động. Thứ Ba 29 tháng 6 cầu nguyện cuộc chiến thiêng liêng. Và hôm nay thứ Tư 30 tháng 6 chúng ta nói về vấn đề khẩu nguyện. Khẩu nguyện đưa ta đến với Chúa. Và Đức Thánh Cha Francisco nói rằng là đừng xem thường khẩu nguyện, vì khẩu nguyện đưa chúng ta đến với Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, trong bài giáo lý sáng ngày 21 tháng 4 2021, Đức Thánh Cha Francisco suy tư về giá trị của khẩu nguyện, của lời cầu nguyện phát trên môi miệng. Ngài nhắc lại rằng những lời này là những lời duy nhất mà Thiên Chúa muốn nghe, những lời đưa chúng ta đến với Thiên Chúa. Đừng kiêu ngạo xem thường khẩu nguyện. Có những người hay chê trách là ôi giời, lần chuỗi mình côi chuỗi lòng thương xót thì cũng cứ lại nhại lắm lời, coi thường khẩu nguyện bằng những lời kinh. Hồi xưa chúng tôi còn nhớ cuốn gọi là sách toàn niên. Mẹ tôi thì chẳng có học lớp nào cả, chỉ biết đọc biết viết thôi. Có cuốn sách toàn niên nhỏ, cũ lắm rồi. Bốn chị em, bố mẹ tôi là 6 người, cứ tối tối có cái bàn nhỏ này, ọp à ọp ẹp, có ngọn đèn dầu như thế này. Rồi cả nhà súng lại, có cuốn sách đọc, đọc thuộc lòng. Kinh trước tiên là Chúa Mình Côi trước, làm sự vui, sự thương, sự mừng. Hồi xưa là chưa có sự sáng, sáng là sau này mới có vui thương mừng. Hồi xưa cũng chưa có chuỗi lòng thương xót, nhưng mà mấy kinh tin, kinh cậy, kinh kinh mến, rồi 10 điều răn, 6 luật hội thánh, 7 bi tích, 7 mối tội đầu, vân vân. Rồi kinh Thánh Giuse, kinh Nữ Vương, kinh Vực Sâu, kinh Dọn Tốt, kinh Cầu Đức Bà, kinh Cầu Chịu Nạn, kinh Cầu Các Thánh, rồi mấy cái kinh mà dỗ đó, đọc theo kiểu Hán Việt đó, phục vĩ chi tôn Thiên Chúa kiểu trùng cao ngự chi thiên, đâu có biết thuộc lại gì đâu, cứ đọc. Nhưng mà mỗi lần đọc đó là tôi khoái, biết sao. Mỗi lần đọc cái kinh đó là thích nhất. Chỉ mong buổi tối đọc kinh nhà bác, nhà chú thím gì có kinh phục rĩ chi tôn Thiên Chúa kiểu trùng, rồi Thiên Chúa căng liên thần đáng, Kỳ Sĩ Tô căng liên thần đáng, Thiên Chúa căng liên thần đáng, Thiên Thần đang kỳ. Chúng tôi bé, Thiên Thần đang kỳ có gì đem ra. Vì đọc cái đó là đọc kinh dỗ, mà đọc kinh dỗ thì là có xôi. Chúa tôi xôi ngon lắm rồi, nó thèm. Mà tệ lắm thì được cái bánh quy. Xôi mới được nắm. Nắm mà phải nắm lấy, nắm để xôi mà anh phải nắm, chứ còn anh xiên thì là không ngon. Nắm mà cho cái mồ hôi tanh nó ra, nó thành béo béo mặn mặn. Ui, nó ngon lắm. Hồi xưa còn bé mà. Thế đọc kinh rồi chúng tôi thuộc lòng hết tất cả. Cho nên
bây giờ đến trung tâm mục vụ đọc kinh, tôi đâu có phải đọc, cứ nhắm mắt và tôi đọc thuộc lòng hết à. Kinh thánh, kinh gầu thánh Giuse đó, kinh thánh Giuse bầu cử đó, các cha là phải lấy sách ra. Còn tôi thì tại vì bé giờ 50-60 năm rồi, lại ơn ông thánh Giuse, chúng con chạy đến cùng người trong cơn gian nan, chúng con mắc phải. Nhưng mà phải để yên tôi đọc, đừng có khựng lại khựng cái là nó mất trớn, không biết nó bắt đầu chỗ nào. Có kinh mà dễ lộn nhất là kinh chúng con lại ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng lắng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống. Cái đó mà không đọc là không có biết là Chúa Thánh vừa xuống xong lại Chúa lại lên, xong lại chúng con xin Chúa Thánh Thần xuống, Chúa Thánh Thần lại lên. Chỉ sai một chữ thôi là nó không xuống được. Chúa không xuống được, Chúa lại lên. Sợ nhất là kinh Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và kinh này, chúng con lại Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng lắng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống để làm chúng con là cả Đức Chúa Trời và đối lời kêu mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống thì xuống được, mà không đúng là nó không xuống được. Thì thưa anh chị em, Đức Thánh Cha nói rằng là đừng kiêu ngạo xem thường khẩu nguyện. Vì ngày hôm nay đôi khi người ta bảo là phải suy niệm, phải thinh lặng, suy niệm. Còn đọc kinh là như là cứ lại nhảy đọc. Mà Đức Thánh Cha nói rằng kinh nguyện, khẩu nguyện nó có giá trị của nó. Đừng kiêu ngạo mà coi thường kinh nguyện, khẩu nguyện. Có người nói là hồi để suy niệm, mà thật sự cũng chẳng suy. Kinh niệm chẳng đọc, suy niệm chẳng suy. Trong đầu nghĩ lung tung ai biết nghĩ gì. Thưa anh chị em, khó lắm chứ. Tại vì mình suy là mình phải thuộc lại mức độ nào đó, để mình không còn bị những cái bên ngoài nó lo ra. Còn ít ra là miệng mình đọc, nó cũng đỡ được một phần khỏi nghĩ lung tung. Nó có lợi thế cho đó chứ. Hay những bạn nhà quê thì thưa anh chị em, họ có suy với siết gì, nhưng mà họ vẫn giữ đạo tốt đấy chứ. Cho nên là mỗi cái nó có giá trị của nó. Không coi thường cái này mà có trọng cái kia. Không có nhất bên trọng nhất bên kinh. Không có cho rằng là chỉ có suy nguyện mới gọi là cầu nguyện, mà cũng đừng cho rằng là chỉ có đọc kinh mới là cầu nguyện. Mỗi cái có giá trị của nó, tùy theo. Người nhà quê thì họ phải đọc kinh thôi, đừng có chê là người nhà quê đọc kinh là dở. Còn những người nào mà có khả năng Chúa ban cho suy niệm suy nguyện thì cứ suy, cứ niệm, cứ cầu bằng cách của mình, đừng có chê người khác. Giống như là tôi thích ăn rau muống thì đừng có chơi giá sống. Mà anh thích giá sống thì đừng có chơi rau muống của chúng tôi. Rau muống ngon lắm. Nhưng mà giá sống cũng ngon hả nha. Đừng chơi giá sống à. Không sao cả. Cái nào cũng có giá trị của nó. Mình tôn trọng nhau. Như vậy nó phong phú hơn là cứ đả phá, đả kích rồi cứ loại trừ. Không. Chúa Thánh Thần hiệp nhất trong đa dạng. Chúa Thánh Thần trăm hoa đua nở. Paulo bảo rằng Chúa ban cho người này ơn này, người này ơn này, người đến kia, tất cả là để phục vụ hội thánh. Thế mà vườn hoa chỉ có một hoa hồng chẳng hạn thì cũng chán lắm. Mỗi chúng ta là một món quà, hoặc là mỗi người là một cành hoa, cùng đem về đây góp gió làm thành vườn hoa muôn màu muôn sắc tươi xinh. Mỗi người là một cành hoa, cùng đem về đây góp gió làm thành vườn hoa, vườn hoa, vườn hoa chúng mình. Đức Thánh Cha nói rằng Thiên Chúa đối thoại với chúng ta trước hết bằng cách nói với chúng ta qua ngôi lời nhập thể. Lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Người cũng mời gọi chúng ta đối thoại với người bằng cách dùng lời để diễn tả tình cảm, ý tưởng và kinh nghiệm sâu xa nhất của chúng ta. Dùng lời. Những lời này không chỉ diễn tả các ý tưởng của chúng ta, nhưng còn hình thành những tình cảm của chúng ta nữa. Lạy Chúa, con yêu Chúa. Lời diễn tả tình cảm, chứ đâu phải chỉ diễn tả những suy nghĩ của mình không. Hai người yêu nhau mà cứ dùng lời để mà diễn tả suy nghĩ, chẳng lắm nhỉ. Em à, tình yêu là gì em? Tình yêu là... Rồi... Những người ta yêu nhau thì người ta thấy sao? Rồi khi mà người ta không yêu nhau thì người ta thế nào? Hai người cứ hồi... Chả cần gì cả.
anh yêu em. I love you. Anh yêu em. Em cũng yêu anh. Em có yêu anh không? Rất yêu. Nó là gọi rất yêu. Biết là nó yêu mình nhưng mà vẫn cứ thích nghe nó yêu mình cơ mới chịu được. Có phải không? Anh đã nói với em 100 lần rồi. Em muốn nghe anh nói 1001 lần cơ. Sao anh nói ngọt vậy? Thì nói không nói giấu gì em. Gặp cô nào anh nói vậy. Chết luôn. Anh chỉ đổi tên đi thôi. Nay thì mai muốn là Cúc, Xuân 246, bạn nào 7. Thì yêu vậy. Thì nó không còn là cái gì từ trong trái tim mình nữa, phải không? Lời nói phải diễn tả cái tình cảm thật của mình. Chứ không lời nói đó chỉ là đầu môi chót lưỡi mà thôi. Chứ không phải là tình cảm từ trong trái tim. Mà chú muốn nghe chúng ta nói lời cầu nguyện của chúng ta là từ trong trái tim. Chứ không thôi là dân này thờ ta bằng môi bằng miệng mà lòng nó thì xa ta. Thì chúng ta thấy là những bà cụ chẳng hạn, bà cứ lần chuỗi thì bà còn gì để mà suy nghĩ nữa đâu. Thế mà còn gì để mà suy nghĩ nữa đâu. Rất chân thành, rất hồn nhiên những chuỗi kinh của bà. Tôi nhớ ngày xưa ba má tôi chẳng hạn quỳ hết 50 kinh. Đúng rồi, tôi quỳ đất chịu không nổi, bám vào cái bàn này và vẫn quỳ. Họ hồn nhiên như vậy chứ không phải là khổ. Nhìn thì bảo sao khổ thế. Họ yêu nhau họ có gì khổ không? Chứ hai đứa nữa ngồi ngoài vườn mũi nó cắn thế mà không chịu vào trong nhà. Bỏ vào nhà nó không vào đâu cha. Nó vậy. Dù sao nó khổ vậy. Cha thấy nhìn nó tưởng cho tưởng nó khổ. Nó sướng chết đi vào nhà này nó mới khổ đây này. Vào nhà nó không làm ăn gì được hết. Đứa mũi nó cắn nhưng mà nó khoác chung cái áo cho đỡ cắn. Nó bảo sao mình ngồi gần thế. Dù mũi cắn phải ngồi sát vào chứ nó cắn chết. Phải khoác chung cái áo, mũi đỡ cắn. Vậy thì chắc cứ tưởng nó khổ. Cho nên nhiều khi mình nhìn ấy, thực sự lúc nhìn tôi xuống gia đình tin mừng tôi bảo tại sao mấy anh em mới 12 giờ trưa thấy nó ngùng hổ kéo nguyên mà băng gần 100 đứa vô. Nó quỳ trước thành gia tượng lòng thương xót, cứ giang tay ra vì qua có nan đau thương, bảo nào đấy thảo ma đấy cha. Chúa tôi cái đứa này xem nó khổ vậy. Bảo không, nó thích quỳ, nó thích giang tay, nó cảm thấy hạnh phúc, nó sung sướng vì nó nói với Chúa. Mà nhìn và nghe thấy nó ọc ọc âm như vậy, giống như là một đứa trẻ thơ nó nói bố ơi bố con yêu bố, bố ơi bố con yêu bố lắm, như vậy thôi. Nó hồn nhiên như vậy. Thì người ngoài bảo sao mà nó quỳ khổ vậy thanh niên, nó chịu khó thế, nó sướng, nó hạnh phúc nó mới làm mọi chuyện đó. Chẳng ai bắt nó, cũng chẳng tội tình để làm chuyện đó. Nhưng mà nó diễn tả cái tâm tình của nó trong lời kinh. Cho nên nhiều người cứ hỏi tôi, cha cái nhóm mà thổi ma, bây giờ cha gọi là nhóm follow, bây giờ lại nhóm khát vọng, sao ông thấy đưa lên mạng đọc kinh để cha bảo. Chờ chờ đi. Nào có giấy phép xong rồi ấy, thì hoạt động chính thức thì đưa lên rồi không ai bắt bẻ gì được nữa. Bây giờ phải cất giấu để mai sau trưng bày. Bảo con sao mà bao nhiêu chỗ đọc kinh xong không mở, thiếu gì? Bảo có, con thấy chỗ nào cũng đọc kinh nhưng mà nhiều khi nó cứng ngắc quá. Với là nó trật tự quá, chỉn chu mức độ mà nó không còn diễn tả tình cảm nữa. Giống như bài hát, hát rất đúng nhịp và đúng cung nhưng mà cứng ngắc. Còn có những người thì lơi nhịp, có khi thì luyến láy thêm, người ta lại thích. Người ta lại thích vì nó diễn tả cái tình cảm thực sự của người đó. Thì con thích cái nhóm nó đọc kinh ấy, nó cứ giăng tay rồi miệng nó há hốc rồi xong rồi nó trợn trừng mắt lên nó đọc kinh. Thấy vui thật, hay thật ấy. Cho thấy nó hồn nhiên. Đơn sơ nó hồn nhiên mà nó thật. Mà nó người thật, việc thật. Còn nhiều khi biết là đang quay phim mà cho nên phải mỏi tay lắm mà cứ phải cố gắng để vậy. Không thấy nó mỏi tay nó cứ để. Đứa thì vậy, đứa thì vậy, đứa thì vậy. Nó thật hơn là diễn trước ống kính. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu. Nó còn quay phim không mày? Còn... ráng giơ tay tí nữa cho xong. Tiêu rồi.
thấy không ạ? Cho nên Đức Thánh Cha nói rằng là trong thánh vịnh chúng ta tìm thấy những hình thức khẩu nguyện. Tác giả thánh vịnh cung cấp cho chúng ta những lời để trình bày với Thiên Chúa những niềm vui, nỗi sợ, hy vọng và nhu cầu của chúng ta, và chia sẻ với người mọi khía cạnh của cuộc sống của chúng ta. Anh chị em đọc trong thánh vịnh những lời cầu nguyện đủ hết mọi cung bậc: vui mừng, hy vọng, nhu cầu và mọi khía cạnh của cuộc sống. Đó là kinh nguyện, khẩu nguyện. Cầu nguyện bằng trái tim và cầu nguyện bằng môi miệng không bao giờ có thể tách rời nhau được. Khẩu nguyện là một yếu tố quan trọng của đời sống Kitô hữu. Đây chắc chắn là những lời cầu xin mà Thiên Chúa muốn nghe nhất. Khẩu nguyện đưa chúng ta đến với Thiên Chúa. Tầm quan trọng của lời nói. Đức Thánh Cha khẳng định rằng cầu nguyện là đối thoại với Thiên Chúa, và mỗi thụ tọa theo nghĩa nào đó đối thoại với Thiên Chúa. Đối với con người, việc cầu nguyện trở thành lời, lời cầu khẩn, bài hát, bài thơ, vân vân. Ngôi lời Thiên Chúa đã nhập thể và trong thân xác của mỗi con người, lời trở về với Thiên Chúa trong kinh nguyện. Ngôi lời Thiên Chúa đã nhập thể và trong thân xác mỗi con người, lời lại trở về với Thiên Chúa trong kinh nguyện. Suy tư về những lời nói, Đức Thánh Cha nhận định rằng những lời nói là do chúng ta tạo nên, nhưng chúng cũng là mẹ của chúng ta, và ở mức độ nào đó chúng hình thành chúng ta. Những lời nói, những lời kinh nguyện giúp chúng ta vượt qua lũng sâu u tối mà không gặp nguy hiểm nào, hướng dẫn chúng ta đến đồng cỏ xanh đầy nước trong, cho chúng ta mở tiệc mừng trước mắt quân thù. Anh chị em hát hoặc đọc thánh vịnh 23: đồng cỏ xanh êm vui bên suối thơ, người đưa bước tôi đi như giấc mơ, niềm yêu thương từng ngày tôi có tận, tần 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 tôi hát theo lời thơ. Thánh vịnh 23, nhiều bài hát, nhiều tác giả. Có bài khác thì Chúa khoan duyên là mục từ thôi, tôi không còn thiếu gì, tôi không còn e sợ nỗi gì. Hoặc là một bài khác về Chúa chăn nuôi tôi nhiều lắm, đông xanh vân vân và vân, nhiều lắm thưa anh chị em. Thánh vịnh 23, Đức Thánh Cha nói rằng là lời nói xuất phát từ tình cảm, nhưng cũng theo hướng ngược lại, lời nói định hình tình cảm. Lời nói phát xuất từ tình cảm, nhưng lời nói cũng định hình tình cảm. Nghe anh nói tôi biết tình cảm anh dành cho tôi như thế nào, thật hay giả, đậm hay là nhạt. Trong Thánh Kinh, lời tạo thành mọi sự và bảo đảm rằng không có điều gì của con người bị loại trừ. Đặc biệt, đau khổ sẽ trở nên nguy hiểm nếu nó bị che giấu, đóng kín trong lòng chúng ta. Một nỗi đau giấu kín không thể bày tỏ có thể đầu độc tâm hồn. Có những người không thể nói ra, không muốn nói ra, cuối cùng bị ung thư, bị trầm cảm, vì nỗi đau, nỗi buồn không thể giải bày, không thể chia sẻ, không thể nói với ai được. Cũng như vợ chồng, khi mà không có gì để nói với nhau thì bắt đầu là cái tảng băng nó thành hình trong đời sống vợ chồng rồi. Sợ nhất là cái đó. Sợ nhất là ở với nhau mà không nói được với nhau. Cho nên có một em, nó nói là bạn của con nó bảo con là khi có chuyện buồn á, tại vì con có cái tật, khi chuyện buồn là con rút vào trong phòng, không tiếp xúc với ai,
cha mẹ, anh chị em hay là bạn bè không tiếp xúc, rồi có khi chẳng điện thoại, chẳng email, chẳng cái gì cả, cứ nằm một mình trong mình hoặc ngồi cứ không có muốn suy nghĩ gì. Nhưng mà thực sự khi mình không muốn suy nghĩ gì, mình có suy nghĩ không? Suy nghĩ bạo hơn. Cho nên nói với con là bạn con bảo con là những lúc như vậy thì không nên rút vào trong căn phòng riêng của mình hay là căn phòng tâm hồn riêng mình, cái phòng vật chất hay cái phòng thể xác tâm hồn này, không nên. Mà phải cố gắng có một người bạn nào đó để mình chia sẻ, có một người nào đó mình có thể tin tưởng để nói ra, để người ta nghe mình, chỉ cần người ta nghe thôi. Mà không nói được với ai là nguy hiểm vô cùng, dễ đi vào trầm cảm, rồi có khi mở cửa phòng ra thấy đã tự tử mất rồi. Nhiều. Ta thấy những người ngôi sao nổi tiếng đó, những nghệ sĩ, những ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc, Nhật Bản hay là nước ngoài tự tử vì cô đơn quá, không ai hiểu mình. Giữa cái hào quang bao nhiêu là chẳng phó tay, bao nhiêu là bông hoa, bao nhiêu lời chúc mừng, mà trong sâu thẳm tâm hồn mình một cái sự cô đơn, không ai hiểu được mình. Ủa sao giàu vậy, đẹp vậy, nổi tiếng vậy mà sao tự tử chết? Tuyệt mệnh thư là vì cô đơn quá, không ai hiểu nổi tôi. Mà chính tôi cũng không hiểu nổi tôi, mà không có ai để tôi có thể giải bày được. Cho nên anh chị em chúng ta hạnh phúc hay gọi là thế gian bảo là may mắn vì có một đấng luôn lắng nghe ta. Đấng ấy nói rằng là cho dù cha mẹ có bỏ con rồi, hãy còn có Đức Chúa Trời đỡ nâng. Đấng ấy nói với ta rằng là hỡi những ai vất vả và gánh nặng, hãy đến với ta, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Cho nên khi mình cầu nguyện, mình nói với Chúa, Chúa nói Faustina là con cứ nói với ta đi, nói cả cái khốn nạn cuối cùng của con hay sao Chúa, nói hết ra, giữ nó để làm cái gì, cả tội lỗi của con cũng nói hết ra cho ta, vì ta muốn nghe con nói. Bởi Chúa biết rồi mà, ta biết rồi nhưng mà ta thích nghe con nói. Ta thấy Chúa tâm lý không? Mình phải nói ra được mới nhẹ. Có nhiều khi 1-2 giờ sáng điện thoại nước ngoài gọi, nhắc nghe, giới thiệu một tí thôi rồi nói. Tôi có kịp nói gì đâu. Nói xong bảo giờ làm sao rồi, dạ thưa cha con thấy nhẹ lắm rồi, xin lỗi cha phá giấc ngủ, nhưng mà nói 30 phút xong con thấy nó nhẹ như chút được cái gánh nặng. Bảo thôi thì cũng được đi, nếu sao thì mình có là cái gì à, chủ chân cho người khác hay là cái chỗ trũng để cái gì bợ nhơ rác rưới thì nó đọng xuống. Tôi thấy trong một cái hồ mà cái chỗ nào sâu nhất là cái chỗ mà đọng hết rác rưởi vô, nhìn trên mặt hồ thì trong veo nhưng mà dưới cặn bã nằm hết xuống, thì mình cũng là cái chỗ đó đi, để cặn bã đọng hết rồi tâm hồn họ trong trèo, họ nhẹ nhàng, họ đi về với gia đình họ tốt rồi. Thì khi anh chị em người ta đến với giáo điểm tin mừng, người ta thấy được cái điểm đó là người ta đọc kinh, ta cầu nguyện, vừa khẩu nguyện, vừa tâm nguyện. Đọc kinh, rồi có những giây phút thinh lặng trước Chúa Giêsu thanh thải, rồi có những giây phút mà họ nghe lời Chúa, rồi có những giây phút họ ra họ đứng dưới chân Chúa, họ lặng nhìn Chúa. Trong tâm tư sâu lắng con nhìn Chúa, Chúa nhìn con. Nói ra được đi. Đừng có để cái buồn, cái u uất, cái tức giận nó nằm trong mình. Lời Chúa bảo là đừng để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Có em bên Úc nó viết thư, nó bảo cha con có thắc mắc. Bảo cái gì? Cha nói là đừng để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Nhưng mà mặt trời lặn rồi mà ông giữa xã con chưa về thì sao mà cơn giận nó hết được. Đấy, nó khổ như vậy. Đức Kinh Thánh dạy chúng ta cầu nguyện
đôi khi với những lời lẽ táo bạo. Đức Thánh Cha giải thích, các tác giả thánh không muốn lừa dối chúng ta về con người. Họ biết rằng trong lòng chúng ta cũng có những tình cảm xấu xa, thậm chí là hận thù. Không ai trong chúng ta sinh ra đã là thánh thiện, không ai. Và khi những cảm giác xấu xa này đến gõ cửa trái tim chúng ta phải có thể xoa dịu chúng bằng kinh nguyện và bằng lời Chúa. Những lúc mà giận hờn bực tức hận thù nó đến gõ cửa trái tim mình, cảm xúc cảm giác nó nổi lên, thì mình phải xoa dịu nó bằng kinh nguyện và bằng lời Chúa, chứ không sẽ thúc đẩy mình làm loạn, làm bệnh. Trong các thánh vịnh, chúng ta cũng thấy có những cách diễn đạt rất khắc nghiệt chống lại kẻ thù, xin Chúa tiêu diệt kẻ thù. Những cách diễn đạt mà các bậc thầy tu đức dạy chúng ta ám chỉ đến ma quỷ và tội lỗi của chúng ta. Nhưng chúng là những lời thuộc về thực tại của con người và được tìm thấy ở trong Kinh Thánh. Theo Đức Thánh Cha, những lời khắc nghiệt này có trong Kinh Thánh để làm chứng cho chúng ta thấy rằng nếu khi đối mặt với bạo lực, không có lời nói nào để làm cho cảm xúc xấu trở nên vô hại, đã thông chúng để làm cho chúng không gây hại, thì thế giới sẽ bị tràn ngập những cảm xúc xấu. Cho nên có những cảm xúc xấu thì mình cứ tuôn trào ra. Faustina đến đập cửa nhà tạm: Chúa, tại sao Chúa cứ im lặng như vậy? Tại sao Chúa để con đau khổ như thế này? Chết đi còn sướng hơn, chết còn sướng hơn. Mỗi lần Chúa hiện ra với con là toàn là chuyện xui. Bề trên thì nghi ngờ, chị em thì hiểu lầm, người ta cho rằng con đã bị quỷ ám. Đó, cứ nói vật xuống: Chúa hỡi, Chúa ở nơi nào? Chào mừng năm mới với đầy đắng cay và khổ sầu. Kinh đọc lại nhật ký Faustina đi. Cứ nói, cứ thoải mái. Đức Thánh Cha lưu ý rằng lời cầu nguyện đầu tiên của con người luôn là khẩu nguyện. Môi miệng luôn đi trước. Ngài nói tiếp, mặc dù tất cả chúng ta đều ý thức rằng cầu nguyện không có nghĩa là lặp lại các từ, tuy nhiên, khẩu nguyện là điều chắc chắn nhất và luôn có thể thực hành được. Trí thức cũng như bình dân, có học cũng như không học. Tôi còn bé đã biết đọc với viết đâu mà vẫn đọc kinh được. Bây giờ con anh chị cũng vậy đúng không? Làm dấu đọc kinh, chứ biết đọc chứ biết viết. Phải tập ngay từ bé như vậy. Có nhiều người làm cha làm mẹ, chẳng dạy con mình đọc kinh. Cứ bảo để nó lớn lên, nó lựa chọn. Lớn lên nó lựa chọn cái gì? Bản tính của con người là luôn chiều theo cái sự xấu mà. Mình không uốn nắn ngay từ nhỏ, không nuôi dưỡng, không ươm mầm ngay từ nhỏ thì làm sao mà nó sinh hoa trái tốt được? Bây giờ hạt giống đất rồi cậy nó, sao nó nảy mầm tốt được? Phải chăm sóc, tưới tắm, bắt sâu, bắt rượu cho nó chứ. Thì con đứa bé cũng vậy. Trong gia đình anh chị em, như là những người nước ngoài bây giờ, cứ tuân bảo tự do của nó. Lớn lên muốn lựa chọn làm gì thì lựa chọn. Thì con chị đau bụng, chị có để nó lớn lên nó lựa chọn mày muốn đi bác sĩ mày đi, mày không đi bác sĩ kệ mày không? Hay là rồi con đi bác sĩ, có không? Hay là con chị nó khát nước bảo có kệ nó đi, nó lựa chọn, nó khát thì nó lấy nước nó uống. Không, nó nằm nó không còn nước đây này, con uống đi, con đang đau mà. Có lựa chọn nó không? Mà tại sao cái thể xác thì mình chăm nó, mà cái phần thiêng linh, phần linh hồn thì mình không chăm cho nó và bảo rằng để cho nó lựa chọn. Đó là trốn tránh trách nhiệm chứ không phải là tôn trọng tự do của nó. Chả lẽ trước mặt Thiên Chúa đó, ta giao con của ta cho con mà con để nó như thế này, con phải chịu trách nhiệm. Đâu phải con cứ lo vật chất cho nó, nhà cao cửa rộng, xe hơi xe hiếc rồi, bằng cấp đầy người rồi, cái linh hồn nó rỗng tuếch không có cái gì hết. Một cô kinh không có biết, làm dẫu không biết làm, mà nói tiếng Anh tiếng em thì như gió. Được cái gì? Được cái gì? Nó bị lớn không đồng đều rồi. Cái thân xác thì to, cái đầu biết tí, bất bình thường. Lo về vật chất quá, lo về trí thức quá, mà được trong đức tin, để xuống thiên linh chẳng có cái gì cả.
Cho nên khẩu nguyện là điều chắc chắn nhất và luôn có thể thực hành được. Mặt khác, tình cảm dù cao quý đến đâu cũng không luôn luôn chắc chắn. Chúng đến rồi đi, chúng rời bỏ chúng ta và quay trở lại. Tình cảm mà, em chờ đến, chờ đi, đâu có biết. Không những thế, những ân sủng của cầu nguyện cũng không thể đoán trước được. Có lúc ơn an đủ rất nhiều, nhưng cũng có những ngày đen tối nhất, khô khan. Chúng dường như biến mất hoàn toàn. Faustina mấy năm trời cầu nguyện trong sự khô khan, nguội lạnh mà không thấy Chúa đâu cả. Vẫn kiên trì, lời cầu nguyện trong lòng là bí ẩn và đôi khi nó bị thiếu. Ngược lại, Đức Thánh Cha nhận định rằng lời cầu nguyện bằng môi miệng được thì thầm hoặc đọc chung với nhau luôn có sẵn và cần thiết như công việc chân tay. Sách Giáo lý dạy chúng ta về điều này và khẳng định đời sống Kitô hữu không thể thiếu khẩu nguyện. Việc Chúa Giêsu thinh lặng cầu nguyện đã thu hút các môn đệ, nhưng người dạy họ khẩu nguyện bằng kinh lạy trà. Đức Thánh Cha khuyến khích tất cả chúng ta nên có sự khiêm tốn của một số người cao tuổi. Những người mà khi ở trong nhà thờ, có lẽ vì thính giác không còn bén nhạy, cho nên họ đọc nhầm những kinh nguyện mà họ đã học khi còn nhỏ. Nhìn các ông bà của chúng ta thấy rõ, ông bà nội, ông bà ngoại, hoặc là cha mẹ lớn tuổi, chúng ta thấy rõ, lấp đầy không gian nhà thờ bằng những lời thì thầm. Kinh Maria, Thánh Maria, chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, vân vân. Lời cầu nguyện đó không làm xáo trộn sự thinh lặng, nhưng làm chứng cho sự trung thành của họ đối với bổn phận cầu nguyện được thực hành trong suốt cuộc đời của họ, không hề lơ là. Ngài đề cao những người thực hành việc cầu nguyện khiêm nhường này. Họ thường là những người cầu bầu tuyệt vời cho các giáo xứ. Họ là những cây sồi từ năm này qua năm khác vươn cành để cung cấp bóng mát cho rất nhiều người. Chỉ có Chúa mới biết khi nào trái tim họ hợp nhất với những lời cầu nguyện mà họ đọc và hợp nhất đến mức nào. Chúa biết, mình đừng có đứng ngoài phán xét, bảo ôi dội chỉ đọc cái miệng, cái tim họ đâu có, trái tim không có, ai dám nói chuyện đó. Đức Thánh Cha nói rằng là chỉ có Chúa biết khi nào trái tim họ hợp nhất với lời cầu nguyện mà họ đọc và hợp nhất đến mức nào. Chắc chắn những người này cũng đã phải đối mặt với những đêm đen và những khoảnh khắc trống rỗng, nhưng họ luôn luôn có thể trung thành với việc đọc kinh. Có lúc tôi buồn ngủ lắm rồi mà kinh tối chưa đọc, phải ráng ngồi dậy đọc kinh tối, có khi vừa đọc vừa ngủ gật, cũng cố gắng trung thành với kinh nguyện. Tại dễ bị cám dỗ, thôi buồn ngủ thì lăn ra ngủ đi, rất thì dễ rồi. Cố gắng để mà đọc xong rồi đi ngủ mới là khó chứ, có đúng không? Còn cứ nói thôi buồn ngủ thì cứ đi ngủ, ai chả làm được. Và cứ đói thì lấy mà ăn thì ai chả làm gì được. Đói mà không ăn vì đang ăn chay mới là hay chứ. Đức Thánh Cha chia sẻ và kết luận với lời cảnh giác: đừng rơi vào việc kiêu ngạo, đừng xem thường việc cầu nguyện. Có người nói khẩu nguyện dành cho con nít, cho những người thất học. Còn tôi tìm cách cầu nguyện bằng lý trí, bằng chiêm niệm. Đức Thánh Cha nhận định về khẩu nguyện, đó là lời cầu nguyện đơn sơ mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta: lạy Cha chúng con ở trên trời. Những lời chúng ta đọc nắm lấy tay chúng ta, đôi khi chúng khôi phục lại hương vị, chúng đánh thức ngay cả những trái tim say ngủ nhất, chúng đánh thức lại những cảm giác mà chúng ta đã quên, chúng nắm tay đưa chúng ta đến cảm nghiệm về Thiên Chúa. Và trên tất cả, chúng là những lời duy nhất theo cách chắc chắn thưa với Thiên Chúa những yêu cầu mà người muốn nghe. Chúa Giêsu đã không để chúng ta ở trong lớp sương mù. Ngài nói với chúng ta: phần các con, khi cầu nguyện hãy cầu nguyện như thế này. Và Ngài dạy đọc kinh lạy Cha: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con
như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cha là niềm hy vọng.